Cô cũng là rất là buồn và cô muốn nói với các em là sắp tới cô sẽ nghỉ việc ở xây dựng. Thành ra là cô cũng chỉ dạy cũng không hết khóa được, chỉ dạy được một ít thôi. Chừng nào mà cô làm xong thủ tục nghỉ việc ở xây dựng thì sẽ có một người khác thay cô dạy tiếp. À, các em nghe rõ không nhỉ? Có ạ. Không ạ. À. Có. Cô chuyển sang dạy trường khác hay sao thế cô? À, thì cô cũng trước tiên là cô định nghỉ ở đây đã, rồi tiếp theo làm gì thì cô tính sau. Thì bộ môn đã phân công thì cô vẫn phải đảm nhiệm thôi, nhưng mà sắp tới xong thủ tục rồi thì cô nghỉ. Thành ra là các em là khóa cuối cùng ở bên xây dựng mà cô dạy các em, thì là cũng buồn nhưng mà cũng là dạy xong môn này thì cũng là lời chia tay với các em. Thì các em mấy buổi cô dạy là để các em lấy kiến thức thôi, chứ còn thi và dạy tiếp các buổi sau thì là người khác sẽ thay cô làm, được chưa ạ? Thì cô cũng cái số mà các em chat ở trên Zoom này đấy là số của bạn lớp trưởng đây đúng không? Đúng không các em? Vâng ạ. À thì cô có vấn đề gì thì cô sẽ trao đổi với lớp trưởng qua số điện thoại này nhá. Cô nói bé quá à các em? Không ạ, thế nó vừa rồi. À, thấy bạn Bùi Quang Dũng bảo là cô nói nhỏ. À, cái số này của bạn Nguyễn Phú Cường. Phú Cường vẫn là lớp trưởng đấy đúng không em nhỉ? Vâng ạ. Ừ, thì cô lưu lại số của bạn Phú Cường nhá. Rồi có gì thì Phú Cường có lưu lại số của cô đợt trước chưa? Các em đã có số của cô đợt trước chưa? Cường ơi. À, Cường có nghe cô Dạ. hỏi không nhỉ? Có em hình như em Ừ, thế thế được rồi, để cô chat cái số của cô nhá. vâng. Ừ, cô chắc cái số của cô cho các em. À, số điện thoại của cô này. Có vấn đề gì thì các em liên lạc với cô nhé. 0979 này, 287 này, 904. Đấy, cô cho các em số điện thoại của cô. Để các em có vấn đề gì thì các em liên lạc trực tiếp ngay. Còn nếu mà có vấn đề gì mà để thư thư hãy trả lời được thì các em có thể liên hệ với cô theo địa chỉ email là anhlthaconuce.edu.vn, được chưa ạ? Thì dạy online ở nhà nên là cô cũng không trực ở trên bộ môn, thì không có cái lịch trực nên là cô không cung cấp cho các em, được chưa ạ? Trước các môn dạy thì cô toàn cung cấp số điện thoại này, email này, lịch trực ở trên trường, nhưng mà năm nay ta dạy online nên là không, cô không có lịch trực, được chưa ạ? Rồi thì môn này thì chủ yếu là lý thuyết thôi, thì cô là cho các em học là học thi trắc nghiệm với lại thi tự luận, bình thường là như thế. Thì bao giờ cái điểm tự luận nó cũng là cô cho các em gần như là bạn nào cũng được 4 điểm tự luận với lại 6 điểm trắc nghiệm, thì các em đạt, nhiều bạn đạt cũng khá cao nhưng nhiều bạn cũng khá thấp. Nhưng mà nếu mà với người khác dạy thì cô nghĩ là hoặc là thi tự luận hoặc là thi trắc nghiệm chứ không kết hợp cả hai như vậy. Ừ. À đây bạn Đàn lại mới vào này. Bổ sung thêm bạn Đàn vào. Được chưa? Đâu nhỉ? Đây được 53 bạn. Đàn vào hơi muộn em nhá. Lần sau thì vào sớm hơn nghe chị em. À, bạn Đàn có nghe cô nói rõ không nhỉ? Đàn ơi. Alo. À, Đàn mới vào đã nghe được cô nói rõ chưa?
À lại out rồi à? Đâu? Chắc bạn nó hỏng mic cái cô ạ. À, chắc bạn hỏng mic. Thế đang chat ở đây này. Đâu rồi nhỉ? Ai vào Bạn đi sao chat. thì đẩy, Bạn đi ai chat vào lên sao cô thì ạ. đẩy lên đầu đúng không? Ừ. Đâu có xem nào. Hôm nay buổi đầu tiên nên là cô trao đổi hơi nhiều thì là tí nữa cô phải đẩy nhanh lên không có là rồi. Nó là không kịp. Bởi vì môn này là môn lý thuyết nên là rất nhiều cái vấn đề cần trình bày với các em. Thì thường là cô dạy rất là vội mới kịp được nội dung. Vì cũng khá là nhiều nội dung. Thì các em đều là sinh viên năm thứ ba thì các em cũng đã có một năm học thời Covid rồi thì các em cũng học online nhiều rồi. Thì ở đây cô môn này có 2 tín chỉ và cô dạy 13 buổi. Thì mỗi tuần là 2 buổi thì gói gọn trong vòng khoảng 7 tuần. Thì các em cố gắng là nhà trường quy định là phải dự lớp được 80% thì các em sẽ được thi. Và bài tập thì cô sẽ giao dưới dạng các cái bài như bài tập lớn, các cái chủ đề các em sẽ làm về các cái chủ đề đấy. Và chủ đề thì năm ngoái cô làm về các cái loại biểu đồ UML ấy. Cô thấy cũng khả quan bởi vì các em cũng nắm được bài mà làm cũng được. Nên là năm nay thì cô đang không biết là phân vân là có áp dụng lại bài tập cũ của năm ngoái hay là soạn một nội dung mới. Thì là cô thì chỉ dạy vài buổi thôi thì cô cũng không biết là đến đâu. Nên là nếu mà bạn nào ham học hỏi thì cô cứ cho thôi chứ còn chưa chắc các em đã phải làm. Vì các em sẽ thi với người khác và các em sẽ được người khác chấm điểm mà. Em hiểu không nhỉ? Các bạn nào trả lời cô? Các em vẫn nghe được đấy chứ? Vâng ạ, bọn em vẫn đang nghe. Ừ. Đấy. Thì ở đây nội dung là cô sẽ gói gọn trong 5 chương. Chương thứ nhất là cô sẽ dạy các em về phần mềm và kỹ nghệ phần mềm. Chương này thì cô dạy những 9 tiết, tức là 3 buổi lên lớp cơ. Thì cái này là cô sẽ đưa ra các cái khái niệm cơ bản và các cái tính chất mà phần mềm cần đạt được. Đấy. Thì các em bảo là có mấy cái đấy thì làm sao mà 3 buổi, thì cô sẽ đưa cho các em các cái mô hình nữa. Nhưng mà cũng nói thật với các em là mô hình thì cô phải trình bày cho đầy đủ thôi, chứ còn hiện tại ấy, trên thực tế các công ty làm ấy thì chủ yếu là theo mô hình Agile là cái mô hình cuối cùng mà cô giới thiệu đấy. Thì các em biết là như vậy thì nhiều bạn sẽ thấy cô nói như thế thì bảo là 2 buổi sau mình không học nữa, đến buổi thứ ba mình mới đi mình học tiếp. Nhưng mà nếu mà các em không nắm được cái mô hình trước thì các em sẽ không biết được các mô hình sau đâu, bởi vì là mô hình sau là kế tiếp từ mô hình trước, kế tiếp những cái ưu điểm và khắc phục những nhược điểm. Do vậy mà cô vẫn biết là nó cũ rồi nhưng cô vẫn phải dạy các em từ gốc đến ngọn là như vậy, thì các em vẫn nên tham gia đầy đủ. Và chương 2 thì cô sẽ đi vào cái phần phân tích yêu cầu và đặc tả phần mềm. Thì lâu đến nay các em bắt đầu học tin đại cương với lại làm các cái môn học mà code bằng C sharp vân vân đấy, Java rồi C sharp vân vân đấy, thì các em lại bảo là chương trình có gì đâu cô, em ngồi một mình em code một tí là xong bài kiểm tra. Nhưng mà các em biết được là ở các công ty thì không có chuyện là đi một mình và ngồi code một cái ứng dụng bao giờ, mà nó sẽ phải đi từ cái khâu phân tích từ thực tế rồi mới đến là tạo ra được một sản phẩm để đưa cho khách hàng, chứ không phải là ngồi cô đưa cái yêu cầu bài 1 làm gì, bài 2 làm gì, cứ thế cắm đầu vào code đâu. Mà chúng ta phải phân tích rõ từng cái đặc điểm để mà chúng ta viết ứng dụng nữa. Thì cái khâu đầu tiên để viết ứng dụng, đấy là khâu phân tích và đặc tả yêu cầu. Thì cô sẽ cho nó thành một chương mà cô dạy trong 2 buổi là 6 tiết. Sau đó, sau khi đã phân tích và có được yêu cầu rồi, thì chúng ta sẽ học đến cái chương thứ ba là chương phân tích và thiết kế kiến trúc hệ thống. Được chưa ạ? Tức là các em thấy là các em cứ lao vào code là có ngay, nhưng mà thực sự là khi mà đi
làm phần mềm ấy thì phải phân tích chắn các yêu cầu của khách hàng rồi thì chúng ta lại phải đi thiết kế một cái hệ thống đã, rồi sau đấy mới phân nhỏ các cái chức năng nhỏ một cho các cái nhóm làm việc, và mỗi nhóm thì làm một phần của hệ thống chứ cũng không có cái gì bạn nào hoặc nhóm nào có quyền là làm hết, nắm hết hệ thống của công ty. Bởi vì là chả có công ty nào mà muốn là một bạn nhân viên nào đó nắm được hết các cái phần mềm của mình để hiểu rõ. Bởi vì các em biết là đi ra làm công ty thì thường là chuyện nhảy việc rất là nhiều. Ngay cả trong giáo dục cô cũng sắp nhảy việc rồi. Thì nếu mà bạn ấy nắm được thì bạn sang công ty khác, bạn lại sẽ đưa cái phần nắm được đấy cho công ty khác. Giáo dục thì còn có tính là chia sẻ, chứ còn công ty thì nó lại đặc biệt là nó bảo mật, thì cái đấy cũng không hay. À, thì xong cái chương 3 là phân tích và thiết kế kiến trúc rồi thì đáng lẽ phải có một cái chương là chương cài đặt, nhưng mà trong đề cương là không có. Với lại cái chương cài đặt này thì cũng là các em được học rải rác qua các môn rồi, môn Java rồi môn các cái môn lập trình nhúng rồi các kiểu, thì các em cũng được học rải rác rồi thì người ta cũng không cần cái chương đấy nữa, thì chúng ta nhảy luôn sang cái chương là phân tích thiết kế kiến trúc trước, xong đến thiết kế phần mềm, rồi xong đến kiểm thử bảo trì luôn, chứ không có cái chương là chương cài đặt, được chưa ạ? Thì ở đây chúng ta có 5 chương và phân thành 13 buổi, được chưa ạ? Thì các em hỏi là tài liệu tham khảo là gì? Thì ở đây cái tài liệu tham khảo thì cô có cả tài liệu dịch từ tiếng Anh ra tiếng Việt, cả tài liệu gốc bằng tiếng Anh, và cái tài liệu là các em thấy ở trên mạng ấy, các em cứ vào Google các em search ra các cái từ khóa nào, nó có rất là nhiều. Thậm chí là nếu mà các em tìm file dưới dạng PowerPoint ấy, thì các em cũng, hoặc là PDF ấy, thì các em cũng tìm được các cái giáo trình chia sẻ của các trường đại học khác rất là nhiều. Thì các em, nếu như mà bạn nào mà ý định sau này ra đi làm một cái công ty liên doanh của nước ngoài ấy, thì chịu khó đọc sách tiếng Anh nhiều vào. Còn nếu mà bạn nào mà xác định là làm công ty ở Việt Nam thôi thì các em cần phải nắm được kiến thức chắc. Còn ngôn ngữ thì lại không cần phải quá đặt cao. Nhưng mà nếu mà muốn lên cao thì vẫn phải đọc tài liệu tiếng Anh thôi. Nhưng mà nếu mà muốn, như các bạn nữ mà muốn làm công việc vừa phải với sức mình thì cứ search từ khóa bằng tiếng Việt. Bây giờ thì các trang mạng ở Việt Nam cũng rất là nhiều các cái tài liệu và trao đổi rất là nhiều. Thì cô không ghi đường link của các cái web ở đây, nhưng mà cô sẽ giới thiệu cho các em một số các cái trang web đây này, ở đây nhá, cô sẽ để cho các em xem này. Đấy, đây này, cô kéo đường link cho các em xem. Đấy, đây này, các em có nhìn thấy chữ vblo.asia không ạ? Bạn nào nghe được thì trả lời cô. Alo, các em có nghe được cô nói không? Có. Ừ, cái trang vblo.asia này này là cái trang mà chuyên phải viết về các cái đề tài học thuật với lại các đề tài như thế. Thì cái trang đấy là một trong những cái trang mà cô thấy là chia sẻ tài liệu rất là chuẩn và viết rất cô đọng, xúc tích. Thì các em mà muốn tìm tài liệu trên cái trang đấy thì các em cứ gõ từ khóa, xong rồi các em viết thêm cái chữ là vblo.asia gì đấy, nó sẽ ra. Còn các cái trang khác, ví dụ như là nếu mà các em mà tìm hiểu về lập trình ấy, thì các em vào một cái trang FreeTools hoặc là các cái trang như là Vietjax vân vân, thì những cái trang đấy cũng dạy, cũng viết post nhiều bài về ngôn ngữ lập trình rất là tốt. Thì là cô thì không cho các em slide nữa, bởi vì cô cũng không dạy theo hết các em được, nên là cô giới thiệu cho các em một số các cái kỹ năng sách tài liệu với lại các cái trang mà đảm bảo được tin cậy để cho các em vào các em tham khảo, được chưa? Thì về đánh giá môn học, đánh giá môn học thì các em vẫn chấm thang điểm 10 và các em chuyển về thang điểm tín chỉ là hệ số ABC, B cộng rồi C cộng rồi các thứ. Thì ở đây các em vẫn có một buổi thi và điểm danh là hệ số chuyên cần và thi
Ở đây cô sẽ, nếu mà các em cần thì cô sẽ cung cấp một cái file bài tập cho các em. Thì là nếu mà bạn nào mà học khá tiếng Anh ấy thì các em có thể lên lên các cái trang của nước ngoài tra từ khóa đấy là công nghệ phần mềm. Thì đây là công nghệ là technology đúng không ạ? Còn phần mềm là software đúng không ạ? Thì ở đây các em có thể tra một số các cái từ khóa để công nghệ là cô đấy thì là tên tiếng Anh của của môn học này thì các em cứ cứ tra cái từ khóa software engineering giống như tên của cái giáo trình của quyển sách này này. Được chưa ạ? Thì ở đây hình thức thi thì cô không biết là người khác thay cô sẽ cho hình thức thi như nào nên là cô cũng không có cái phần thảo luận về mục này nữa nhá. Cô nhảy luôn trực tiếp vào chương 1 để dạy các em nhá. Được chưa ạ? Hay là có bạn nào có câu hỏi gì không? Bạn nào trả lời cô có câu hỏi gì không nhỉ? Có thể là các em có hỏi các câu khác cũng được. Có bạn nào hỏi cô gì không? Nếu không thì cô trực tiếp vào luôn cái phần phần bài ngày hôm nay nhá. Bài ngày hôm nay thì cô sẽ dạy các em về cái chương đầu là chương giới thiệu về phần mềm và kỹ nghệ phần mềm. Thì ở đây cô dạy các em các khái niệm cơ bản này và cô chia thành các cái phần các cái đề mục là khái niệm cơ bản này. Cô giới thiệu các em về lịch sử của cái ngành công nghệ phần mềm và ngành công nghệ phần mềm thì chắc chắn là phải cho ra sản phẩm là phần mềm. Do vậy mà đã có một cái sản phẩm thì phải có sự đánh giá để mà chúng ta biết là thang điểm bao nhiêu và yếu chỗ nào mạnh chỗ nào để mà tiếp tục cải tiến đúng không? Thế giới càng ngày càng cải tiến nên là nếu mà cải tiến thì phải có một cái sự bám vào các cái đặc trưng để mà đánh giá để còn phát triển. Thì mục tiếp theo cô sẽ có đề cập đến là các đặc trưng của phần mềm, sau đó là thuộc tính của phần mềm và để biết được một phần mềm có chất lượng như thế nào thì chúng ta phải đưa ra các cái tiêu chí để đánh giá. Thì ở đây đánh giá xong thì chúng ta sẽ có một cái mục nữa, đấy là mục phân loại phần mềm. Bởi vì phần mềm thì có rất là nhiều loại khác nhau. Thì chúng ta định là sau này ra trường làm code hay làm test hay làm bất kỳ cái gì thì cũng phải biết được là cái loại phần mềm mà mình đang làm với nó là loại phần mềm gì để biết được là cái đặc tính của nó như thế nào để xây dựng cho đúng và test kiểm thử cho đúng. Và hầu hết là các em ra trường nếu mà theo ngành này thì là hai công việc chính là hai công việc test và lập trình, là hai công việc mà cần đến những cái kỹ sư mới ra trường nhất. Thì cái mục cuối là cô sẽ đưa ra các em là các em đã theo ngành này rồi, lỡ yêu cái môn lỡ yêu cái ngành IT rồi thì phải biết là ngành IT này có cái gì khó khăn phức tạp để mà sau này còn chấp nhận với sự khó khăn đấy để cùng đồng hành với anh lâu dài. Được chưa ạ? Thì là đến cuối buổi học thì cô sẽ nhấn mạnh các em về cái việc là các thách thức đặt ra cho cái việc phát triển phần mềm để biết là khó rồi mà vẫn lao đầu vào đúng không ạ, để mà có duyên ở với nhau được lâu hơn đấy. Thì trong cái phần khái niệm cơ bản này thì cô sẽ đưa các em các khái niệm về phần mềm máy tính. Thì các em bảo là phần mềm máy tính thì có gì đâu cô, thì giống như PowerPoint mà cô đang dạy các em ấy thôi, có gì mà phải giới thiệu. Thì các em cứ từ từ đã, một môn học thì chắc chắn là phải có một cái gì đấy mà nó có tính mô phạm hơn là cái hiểu biết nông đúng không? Thì cứ từ từ để cô nói về cái phần mềm máy tính thì các em sẽ thấy nó cũng hay. Xong rồi đến là tính mô đun rồi cái việc chi tiết hóa dần từng bước hay là các cái khái niệm về trừu tượng hóa và khái niệm về che giấu thông tin, đấy là những cái đặc trưng của phần mềm và tiến tới là chúng ta sẽ xây dựng những cái phần mềm
có đầy đủ các cái đặc trưng như thế. Thì thứ nhất là cô đi về cái khái niệm về phần mềm. Thì phần mềm là sản phẩm do các cái nhà phát triển phần mềm thiết kế xong rồi thì họ xây dựng, giống như kiểu các em học tin học xây dựng thì các em sẽ được là thiết kế các ngôi nhà rồi mới mang cái bản thiết kế đó đi xây dựng, đúng không ạ? Thì phần mềm cũng thế, các cái anh kỹ sư phát triển phần mềm sẽ thiết kế ra cái khung, sau đấy rồi sẽ phân chia công việc ra cho các anh bên nhóm dưới làm, được chưa ạ? Thì ở đây cái phần mềm nó thường hay đối sánh với một cái từ khóa đó là phần cứng, thì cái gì không cứng thì mềm, đó là vậy. Vậy thì không phải là phần cứng máy tính thì là phần mềm máy tính, được chưa ạ? Đó là một cái thuật ngữ không không là những cái thành phần mà không có cái hình dáng để nhìn ra được cụ thể, mà nó mang tính đặc thù của các cái mang tính đặc thù của các cái ứng dụng. Thì ở đây có một cái câu hỏi để các em ngâm cứu và xung phong trả lời. Đấy là các em thấy là phần mềm thì tiếng Anh có hai cái từ khóa, đấy là software và program. Đấy, thì các em có biết được là đều dịch ra là phần mềm cả, nhưng hai cái này là khác nhau như thế nào không ạ? Có bạn nào mà muốn xung phong phát biểu không? Có bạn nào không nhỉ? Có bạn nào đang để mic để xung phong phát biểu không? Cô nhìn thấy ở đây là không, ở đây có mỗi bạn là Nguyễn Trung Kiên là đang để mic này. Kiên ơi, em để mic để phát biểu hay là như thế nào đây? À không, không phải là để mic mà Trung Kiên là để video à? À, để nhìn hình à? Ừ. Có bạn nào phát biểu không? Không phát biểu thì thường lớp trưởng em có cái suy nghĩ của cá nhân gì về cái hai từ khóa software và program không? Các bạn có nghe không nhỉ? Vâng, có vậy, em có nghe. Có À, nghe ạ. có nghe thì nhiệt tình xây dựng đi các em. Nhiệt tình xây dựng muốn học đi. Các em có cái tư tưởng gì ở trong đấy không? Cố gắng suy nghĩ, vận động suy nghĩ một chút nào. Xem là đề đạt ý kiến của mình thôi, cũng không cần phải là đúng ngay. Các bạn trong lớp cả thôi mà, đúng không? Không việc gì phải ngại. Các bạn nào có ý kiến gì không? Em cô à, em có ý kiến không ạ? Ừ, được. Em cô là theo như em hiểu biết thì là software và programs nó khác nhau. Là software nó như kiểu là một cái, nó gọi là phần mềm nhỏ. Còn program nó là một cái chương trình lớn. Chứ Ý nó, ý là nếu mà dịch sang nghĩa tiếng Việt thì nó khá là tương đồng nhau, nhưng mà chi tiết nó sẽ là như vậy. à, tức là em chỉ phân biệt trên cái góc độ độ lớn của ứng dụng nên đúng không? Vâng. À, thế còn còn bạn nào có ý kiến nữa không? Có bạn nào có ý kiến nữa không nhỉ? Ừ thì có bạn Bùi Hoàng Long lúc nãy em mới có ý kiến. Thì là Long này, em có để ý là em học bắt can ấy, đúng không? Thì cái đầu tiên của cái chương trình, cái dòng tiêu đề của một cái chương trình bắt can ấy thì luôn luôn có từ khóa là program. Thế thì em có nghĩ là cái program này nó to không? Bởi vì một cái ứng dụng console của một cái chương trình Pascal của tin đại cương của em ấy thì cũng đã có từ program rồi, và nó cũng là một program đấy, đúng không nhở? Thế em có nghĩ là nó chỉ lớn mà nó không nhỏ không? Bà Long phát biểu em ơi. Là cái này à, em thực ra thì em không phân biệt theo cái độ lớn mà em phân biệt theo nghĩa của từ, chính xác hơn là em dịch nghĩa của từ tiếng Anh hơn, chứ không không chưa chưa nghĩ đến cái phần mà nó kiểu ứng dụng nó to nhỏ ấy. À ừ, đấy thì là bạn Long cũng nói đúng được một phần ở chỗ đấy, là bạn nói được là cái ứng dụng mà mình viết, đúng không ạ? Thì ở đây cô cũng trả lời luôn các em như thế này. Đúng là ứng dụng mình viết
thì là program, được chưa? Nó là ứng dụng. À, thì bạn nói được đúng cái từ program rồi, nhưng cái từ software thì bạn lại hiểu hơi nhầm. À, ở đây các em để ý cho cô này, cái nhóm các chương trình, mỗi một chương trình, mỗi một ứng dụng là một program, em hiểu không? Em xây dựng lên các program thì là đấy. Nhưng mà ở trên thực tế ấy, thì để mà làm ra được một sản phẩm là một program thì nó sẽ có rất là nhiều bước và rất là nhiều các yếu tố phức tạp xung quanh để mà các em tạo nên được một cái sản phẩm cuối cùng là sản phẩm program đấy. Tức là chúng ta sẽ có rất nhiều bước và cuối cùng mới là sản phẩm là các program. Vậy thì các cái bước trước đấy thì chúng ta có phải lưu lại gì không? Chắc chắn là phải có đúng không các em nhỉ? Đấy, tức là chúng ta phải lưu lại. Thì ở đây các em để ý cho cô này, lúc mà nói về cái đề cương môn học ấy thì cô cũng nói các em là có rất nhiều chương và đi từ phân tích rồi đến thiết kế rồi mới đến lập trình kiểm thử rồi mới ra được sản phẩm. Thì ở đây tất cả các cái bước đấy đều phải áp dụng các cái quy chuẩn nào đó mà thế giới đang yêu cầu. Em thấy là các em mua các cái bia hay là các em mua các cái sản phẩm thước bút chì sách vẽ thì đều có cái chuẩn là đạt theo chuẩn ISO bao nhiêu đấy. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà sản xuất ra được một cái sản phẩm đến được tay người dùng thì chúng ta phải theo đúng chuẩn sản phẩm công nghiệp. Đúng không ạ? Thì ở đây các cái bước cũng vậy, mỗi bước đều phải tuân theo một cái chuẩn chung mà thế giới nó cho một cái tiêu chuẩn và mình phải tuân theo cái tiêu chuẩn đấy thì sản phẩm của mình mới bán ra được thị trường, mới được thế giới công nhận, thậm chí là tiêu chuẩn Việt Nam thôi thì cũng là để cho người dùng trong nước Việt Nam thì coi chấp nhận. Chứ một sản phẩm mà không đạt được theo đúng tiêu chuẩn quy trình sản xuất thì sợ là hàng nhái, hàng lậu, hàng vân vân, đúng không ạ? Thì ở đây là cái phương pháp luận và các nhóm các kỹ thuật áp dụng cho các phương pháp luận đấy để mà ra được một sản phẩm cuối cùng đến là cái product đấy. Thì là ở bên bên sản xuất công nghiệp thì người ta hay dùng từ product, nhưng mà ở trong cái lĩnh vực phần mềm này người ta hay nói đến là cái program hay là application đấy, có hai cái từ khóa đấy để các em nói. Thì ở đây có đã áp dụng theo các cái tiêu chuẩn rồi lại còn phải ghi lại các cái tài liệu, nhóm các tư liệu về các cái tiêu chuẩn đấy và các cái ứng dụng áp dụng theo các cái tiêu chuẩn đấy là nó sẽ làm các cái gì. Thì ở đây có một cái đặc trưng này, ở đây có một cái đặc trưng đấy là đi làm sản phẩm thì có các anh công nhân, vậy thì đi làm phần mềm phải có các anh kỹ sư, các anh thạc sĩ, các anh tiến sĩ, các anh phó giáo sư vân vân. Thì người mà sẽ làm ra sản phẩm đấy lại là các cái nhân lực trong trong cái ngành IT, và toàn bộ các cái chương trình làm ra, toàn bộ các cái quy chuẩn mà cái nhóm quy trình đấy ứng dụng, chẳng hạn như là cô dạy các em môn cấu trúc dữ liệu thì cô cài đặt được C sharp, nhưng các cái thầy cô khác lại cài đặt Java rồi C cộng cộng. Thì đấy là phụ thuộc vào kinh nghiệm của cái anh kỹ sư làm ra cái phần mềm như thế nào. Thì tùy từng anh kỹ sư mà làm ra phần mềm đấy sẽ áp dụng các cái phương pháp luận khác nhau, các cái kỹ thuật khác nhau mà anh ấy thông thạo. Hoặc là khách hàng, có những nhiều khách hàng cũng am hiểu về phần mềm lắm, khách hàng yêu cầu làm theo phương pháp gì thì bên công ty phải áp dụng làm theo đúng cái tiêu chuẩn đó, được chưa ạ? Vậy thì so sánh về độ lớn thì cái từ software nó sẽ chiếm trọn cái phần program ở bên trong, đồng thời nó bổ sung vào các cái tài liệu viết kèm, các cái nhóm phương pháp luận làm, các cái nhóm kỹ thuật áp dụng tiêu chuẩn áp dụng và các cái kinh nghiệm của cái người viết nên phần mềm, thiết kế nên phần mềm và xây dựng phần mềm, được chưa? Vậy thì khái niệm software và program thì các em nắm được rõ chưa? Bạn nào nắm được rõ thì trả lời cho cô. Còn bạn nào có câu hỏi gì về cái phần đấy không, hay chúng ta sang cái khác. Vậy thì chúng ta sang cái khác nhé. Các em không có câu hỏi gì, cũng không trả lời gì thì chúng ta sang cái khác. Đôi khi các em tương tác với cô một tí, bởi vì dạy online
cô cứ phải hỏi để biết là các em có nghe hay không, hay là có vấn đề gì đấy mà các em bị lắc ra mà không ao ra mà không vào được thì lại cô lại không không biết đường là hướng dẫn cho các em. Thì ở đây chúng ta đến với cái khái niệm nữa là phần mềm, là chương trình máy tính với các tài liệu này và các cái sản phẩm phần mềm này được thiết kế cho một khách hàng cụ thể nào đó hoặc là cho đối tượng khách hàng chung. Thì cái rõ nhất về đối tượng khách hàng chung đấy là hệ điều hành Windows của các em. Hầu như các em mua máy nào thì dạy kèm theo cái máy nào cũng kèm theo một cái hệ điều hành, và đấy là hệ điều hành Windows. Và nói đến hệ điều hành Windows thì từ xa xưa đến bây giờ vẫn chỉ tên là hệ điều hành Windows thôi, nhưng mà người ta phải làm việc rất là lực vất vả để gần như là 2 3 năm 5 năm là người ta sẽ cho ra một cái version mới của cái hệ Windows, ví dụ Windows 10, Windows 8, Windows 7 vân vân, là nó cứ nâng dần phiên bản lên và phiên bản sau thì bao giờ cũng khắc phục và lỗi được phiên bản trước, thấy chưa ạ? Và cái khái niệm cơ bản đầu tiên mà các em làm quen đấy là phần mềm. Thì ở đây các em sẽ thấy là một cái phần mềm được thiết kế có thể là mới từ đầu hoàn toàn hoặc là có thể là phát triển lên từ cái một phần mềm đã có sẵn, thấy chưa ạ? Cái đấy thì các em cũng nắm rõ rồi, cô cũng không phân tích sâu vào cái đấy nữa. Tiếp theo là đến khái niệm thứ hai, đấy là khái niệm tính module. Vậy thì tại sao mà nói đến công nghệ phần mềm cô lại đặt ngay cái tính module lên đằng sau cái định nghĩa của phần mềm? Bởi vì là cái tính module là cái đặc trưng quan trọng nhất của cái phần mềm. Nó là cái khả năng phân chia phần mềm thành các cái module nhỏ ứng với các cái chức năng của một ứng dụng. Chức năng của một ứng dụng thì là thực hiện một cái yêu cầu của người dùng rồi. Thì trong cái việc mà chia cái phần mềm ra thành nhiều module ấy thì mục đích của nó là chia để trị, tức là chia làm sao mà để xây dựng quản lý được các, đầu tiên là chia để quản lý được các cái module này dễ này, thứ hai là chia để viết được các module này là dễ này, đấy cái mục đích của chia ra là để vậy, được chưa ạ? Vậy thì các em sẽ chưa có tư tưởng nắm về cái này rõ lắm đâu, bởi vì lâu đến nay thì các em học thì các em thấy là cứ một người viết một phần mềm, thậm chí là cô giáo ra đề thi thì mỗi bạn cũng viết hoa lá cành mỗi kiểu cơ đấy. Thì ở đây các em phải hiểu được là các công ty phần mềm lớn ấy, không bao giờ giao một phần mềm cho một người viết mà bao giờ cũng phải là cho các cái team làm việc với nhau. Và các em đi học như thế này nhiều khi mà ra đề thi là các cái đề viết code hoặc là các cái ứng dụng gõ trên máy ấy, thì các em sẽ không học được cái kỹ năng mềm. Kỹ năng mềm ở đây là gì? Kỹ năng mềm là kỹ năng làm việc nhóm. Do vậy mà cô thấy ở nước ngoài ấy, à có bạn nào đang chat cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? À, ôi anh Trung. Dạ vâng, anh Trung mới vào ạ. Anh Trung ơi. Anh Trung ơi, sao anh lại tham gia vào đây anh nhỉ? À, cô nói chuyện với thầy một chút em nhá. Có đúng là vừa rồi là thầy Trung vào không ạ? Có phải là do em đang chiếm cổng của ai hay sao mà anh Không 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 vào không kiểm tra ạ? không không bộ môn được phân công là kiểm tra cái giờ dạy đầu tuần đầu của tất cả giáo viên em nhé. Vâng, em lại sợ là em chiếm cổng của ai đấy nên anh phải vào. Không, ok, em cứ dạy tiếp đi nha. Hello thầy. À vâng. Chào các bạn. Vâng. Thì thầy Trung phó bộ môn là hôm nay vào để kiểm tra xem là tình hình của các cái giáo viên dạy đầu tuần như thế nào, dạy online như thế nào, thì em hoan nghênh chào đón thầy nhá. Vâng Rồi. Rồi cô lại đang nói đến đâu rồi các em nhỉ? À, cô nói tiếp về cái module nhá. Cô cũng không nhớ là cô nói đến đâu rồi, thì cô nói đến cái phần tiếp theo thôi. Cô nói tiếp đến cái phần là phân chia module theo kiểu sâu và phân chia module theo kiểu rộng.
Thì ở đây chia để trị thì có hai cái cách phân chia module, đấy là chia theo chiều sâu và chia theo chiều rộng. Vậy thì ở đây cô sẽ share màn hình, cô sẽ share màn hình theo cái kiểu để đưa cô xem nào, new share, cô share tới dưới bảng nhá, viết bảng nhá. Đây cô sẽ share theo viết bảng. Các em nhìn thấy bảng viết của cô chưa? Đây cô lấy ví dụ như là phân chia module này, thì ở đây cô có một cái là ứng dụng demo, ứng dụng demo, thì trong cái ứng dụng demo này cô sẽ chia thành rất là nhiều các cái module. Ở đây ví dụ như là cô có module A, module A ở đây cô có module B, module B thì cô chia module B này, cô lại chia thành rất nhiều các module nhỏ ở bên dưới. Đây ví dụ như là C này, rồi đây là D này, và đây là E này, E. Còn module A thì cô lại chia thành là F này, đấy, rồi đến G này, rồi đến H. Đấy, vậy thì ở đây cô đang nói với các em về tính phân chia module là theo chiều sâu và theo chiều rộng. Nhìn thế này thì các em biết là module A là theo chiều sâu hay chiều rộng các em? Bạn nào trả lời cô đi. À Cường, Cường có đang nghe không? Em trả lời giúp cô. Theo chiều sâu ạ, A là theo chiều sâu ạ. Rồi, B là theo chiều gì? B là theo chiều rộng ạ. Rồi. Đúng là như vậy. Và ở đây các em nhìn này, trong cái slide của cô lại chia, cô lại share lại màn hình. Cô lại share màn hình theo kiểu là slide, share slide nhá. Cô chỉ vẽ để các em thấy thế, rồi bây giờ cô lại share theo slide. Đấy. Cái này nó lại to quá nhỉ. Cô lại chia hết cái rồi. Làm sao thu nhỏ được nhỉ? Lúc đầu là nó nhỏ, thế được rồi. Để cô xem lại cái share nào. Em chờ cô một tí nhá. Cô share. Nó có cái phần zoom ở trên cái thanh xanh xanh đấy cô. À đây, cô phải share đây. Được rồi. Các em thấy slide chưa? À, các em thấy slide cô share chưa? Vâng, đã thấy rồi. Rồi nhưng mà Nhưng mà to quá hay không? nó đang bị là hơi hơi ấy đúng không? Các em chờ một tí nhá, chờ một tí để cô cho nó nhỏ lại để các em dễ nhìn thấy. Rồi. Đây. Em chờ cô một tí vì là cô dạy online cũng chưa quen nên là nó. Rồi, đây. Các em nhìn thấy rõ chưa ạ? Thì là chia theo chiều sâu các em hiểu là gì rồi, chia theo chiều rộng các em hiểu là gì rồi. Nhưng các em lại chưa biết được đặc trưng của nó. Vậy thì ở đây này, phân chia theo chiều rộng thì tính độc lập kém dần. Tính độc lập của cái gì? Tính độc lập này là tính độc lập của các cái module với nhau, được chưa ạ? Và phân chia theo chiều sâu thì là điều khiển phức tạp dần. Vậy thì là mỗi một cái cách phân chia đều có một cái ưu và nhược điểm riêng. Nên là chúng ta phải kết hợp cả hai cái việc phân chia này, chứ không có nghĩa là một ứng dụng chỉ phân chia theo một loại. Vậy thì các em sẽ khó hiểu mơ hồ ở chỗ là tại sao phân chia theo chiều rộng thì tính độc lập kém dần. Rõ ràng ở đây cô bảo chiều rộng là nó tung xòe ra thành nhiều chức năng khác nhau. B thì thành C, D, E. Thì C thì chả cần phải biết D, E như thế nào. Mệnh ai người lo đúng không ạ? Thì tại sao cô lại khẳng định một chiều đấy là tính độc lập kém dần. Có bạn nào giải thích được cô tại sao mà chia theo chiều rộng tính độc lập kém dần không? Nếu mà bạn nào mà xung phong phát biểu được thì cô cũng sẽ nói lại với bên bên giáo viên dạy tiếp theo cô.
là cộng điểm cho bạn đấy. Các bạn nào xung phong được không? Nhanh lên, các em không xung phong được thì có bạn Cường thay các bạn để trả lời cho cô, để cô giải thích luôn, tại vì quá lâu rồi, thời gian đang rất là vội. Cường ơi, em có thấy các bạn có ai có ý kiến gì không? Cường có nghe cô nói không nhỉ? Vâng ạ, em có nghe. Rồi, thế cô giải thích luôn nhá. Các em thấy là có bao giờ mà một chương trình ứng dụng mà ở đây các em thấy này, ngày xưa các em đi học ấy, môn tin đại cương ấy, thì các em học thành rất nhiều các chương trình con, đúng không các em? Đúng không các em nhỉ? Một chương trình lớn thì chia thành rất nhiều chương trình con, và cái chương trình main ấy nó sẽ là nơi gọi các cái chương trình còn lại, đúng không? Vậy thì ở đây các em sẽ nghĩ là cái mô đun B sẽ có một cái main để mà gọi tất cả các cái mô đun CDE mà lúc nãy cô vừa vẽ đấy. Em có hình dung ra cái lúc nãy cô vừa vẽ không nhỉ? Có. Ừ đấy, thì phải có một cái thằng main của B để gọi tất cả cái thằng CDE lại, đúng ạ? Vậy thì rõ ràng là thằng CDE này là độc lập với nhau, nhưng mà cái thằng B sẽ bị phụ thuộc vào các cái thằng ở bên dưới, đúng không em? Đúng không Vâng. em nhỉ? Vâng ạ. Vậy nên là nếu mà chia chia ngang ra như vậy thì là chúng ta sẽ có là một tính năng sẽ phụ thuộc vào rất nhiều tính năng ở bên dưới, nên là nó phụ thuộc cái hàm main đấy, nó làm cho cái thằng mô đun B nó làm cho cái tính phụ thuộc của các cái mô đun ở bên dưới vào với thằng B, là nó nếu mà chia càng nhiều thì càng nhiều thằng phụ thuộc vào nó sẽ biết dồn lên cái thằng B, được chưa ạ? Còn phân chia theo chiều sâu là như thế nào? Phân chia theo chiều sâu tức là cái điều độc lập kém dần là vì sao? Vì là chính là cái thằng B là cái thằng phụ thuộc vào cái thằng CDE. Nếu thằng C thay đổi thì thằng D phải viết lại. Được chưa ạ? Mà trong khi thằng D viết lại, thằng B viết lại thì nhiều khi thằng B đã thay đổi rồi thì nó chia thành các cái thằng nhỏ, thì các thằng cha đã thay đổi thì các thằng con nhiều khi nó cũng bị thuộc vào thằng cha, đúng chưa ạ? Còn phân chia theo chiều sâu đấy là thằng A sẽ chia thành là FGH, đúng không ạ? Vậy thì thằng F chỉ phụ thuộc vào thằng G, thằng G chỉ phụ thuộc vào thằng H. Khi thằng H thay đổi thì chỉ thằng G phải thay đổi thôi, và khi thằng G thay đổi thì chỉ thằng F phải thay đổi thôi, được chưa ạ? Để gọi đến các thằng ở bên dưới, nên là cái thằng FGH thì cái thằng H thay đổi thì cái thằng là F vẫn dần dơ ở bên trên, nó độc lập và nó chả bị ảnh hưởng gì bởi thằng H, đúng không các em? Em hiểu chỗ này chưa ạ? Hiểu là nó độc lập như thế nào chưa ạ? Tức là theo chiều sâu thì nó là tính độc lập tăng dần, nhưng nó lại bị cái tính điều khiển phức tạp dần. Tức là gì? Điều khiển viết ở hàm nào? Hàm chương trình con hay hàm main thì gọi là điều khiển các em? Hàm nào các em nhỉ? Dĩ nhiên là hàm main đúng không? Tức là hàm main trong cái thằng cha đấy sẽ là cái thằng điều khiển các cái thằng con ở bên dưới, đúng ạ? Thì là thằng con muốn tung hoành thế nào thì mặc thằng cha vẫn trị được. Thì thằng cha có phải điều khiển phức tạp không các em? Cô chỉ lấy ví dụ là như thế thôi. Chứ còn các em mà chưa viết một ứng dụng lớn thì nói rõ ứng dụng ra thì hơi phức tạp với các em. Chưa? Một thằng cha mà các con tung hoành thế nào mình vẫn không không nhờn nhơ, không bị ảnh hưởng gì. Thì chính cái thằng cha đấy phải xử lý điều khiển rất là phức tạp, đúng không ạ? Vậy là cái thằng F này này vẫn hàng hiên ngang, không thay đổi gì khi cái thằng cháu ở bên dưới là cái thằng thằng H đấy, đúng không ạ? H thay đổi thì chỉ cái thằng F thay đổi thôi. Thì đấy, thì cái chiều sâu cũng có ưu điểm mà cũng có nhược điểm, cái chiều rộng cũng có ưu điểm mà cũng có nhược điểm. Do vậy mà chúng ta phải có cái hai cái mũi tên để chia nó về cái thằng chéo chéo, cái thằng cấu trúc không gian là cái thằng tối ưu hóa. Vậy thì ở đây chúng ta hiểu rõ ràng rồi, hiểu rõ ràng cái việc là không thể áp dụng mình thằng chiều sâu, và cũng hoàn toàn không thể áp dụng mình thằng chiều rộng, mà chúng ta phải kết hợp cả hai phương pháp. Thì ở đây theo cái phương pháp chiều rộng ấy thì mỗi một mô đun theo nguyên tắc chung là không được phân nhỏ hơn quá 50 cái thằng con mô đun ở bên dưới,
Được chưa? Đấy là cái chuẩn chuẩn chung là như thế. Được chưa các em? Em có hình dung ra được cái việc phân chia module không ạ? Và liver, tức là theo chiều sâu thì gọi là liver. Cái liver A là liver 1. Và cái liver S là liver 2. Liver G là 3 và liver H là 4. Thì cô chỉ rõ được về cái mức độ rộng là một cái module không phân quá 50 cái module nhỏ thôi. Còn cái liver thì cô không nhớ rõ, bởi vì cô đọc lâu rồi thì cô cũng không nhớ rõ là một ứng dụng là nó phải có tối đa là bao nhiêu liver. Thì cô xin lỗi các em là cái chỗ đây cô không nhớ rõ. Nhưng mà các em biết được là chúng ta phải kết hợp giữa hai cái như vậy. Được chưa ạ? À, các em có nghe rõ không ạ? Có bạn nào đang có, nghe? Có. Rồi. Có rồi. Thế là các em hình dung ra được chưa? Cái rồi phân tích lâu về rộng nó quá dễ hiểu đúng không? Đúng nhờ? Thì các em sau này mà đi ra làm cái kỹ sư thiết kế hệ thống ấy, thì các em sẽ phải nắm rõ về đây. Thì cái môn công nghệ phần mềm này thì hầu hết là dạy để sau này các em ra làm về cái phân tích nghiệp vụ là BA ấy, Business Analyst ấy. Và cái thứ hai là cái anh kỹ sư thiết kế hệ thống ấy. Còn những cái anh mà coder ấy thì là những cái anh học môn này để biết được là mình phải làm như thế nào để thỏa mãn được một hệ thống. Thì anh ấy cũng nắm được cái tiêu chuẩn chung, chứ còn cô thì không dạy kỹ về từng cái cách lập trình và cái phương pháp lập trình đâu, mà cô chỉ nói cái đặc trưng chung về phần mềm thôi. Được chưa? Vậy thì ở đây nếu mà đang nói về tính chất của module ấy, thì cô sẽ có một cái slide về thành phần ứng dụng của nhiều module. Vậy thì ở đây các em nhìn này, là các thành phần của một ứng dụng thì nó không thể là chia thành một module được, mà nó phải chia thành nhiều module. Và người dùng tương tác với các cái module này thông qua các cái view. View tiếng Anh có nghĩa là khung nhìn. Được chưa ạ? Khung nhìn tức là các em thấy được là các cái form, các cái ví dụ như là trong cái phần mềm PowerPoint mà các em viết hoặc là Word các em viết ấy, thì một tab home thôi là một cái gọi là một cái khung view của các em. Xong đấy thì tab insert nó lại là một cái xong rồi lại đến cái các cái tab khác ấy, nó lại là các cái view khác, nó thay đổi các cái view của ứng dụng. Thì mỗi cái đấy gọi là một cái view. Các em hiểu view là gì chưa? Là cái hiển thị đến người dùng để người dùng có thể tương tác chức năng với ứng dụng. Em hiểu chưa nhỉ? Các em hiểu view chưa nhỉ? Vậy thì các cái module này này thì có thể là một module một view, nhưng cũng có thể là một module nhiều view, nhưng cũng có thể là một view nó kết hợp nhiều module mới làm được một cái view đấy. Em hiểu chưa? Vậy thì cái mà cô viết cuối cùng ấy là người dùng sẽ thông qua các cái view giao diện để thực hiện các cái chức năng của ứng dụng. Và các cái module bên dưới thì có thể phân chia rời rạc nhau, và mỗi một team sẽ phải viết tương ứng với một số module nào đó. Được chưa ạ? Và các cái module này giao tiếp với nhau thông qua các cái thông số. Các em thấy được là khi mà các em học tin đại cương ấy, thì các em viết các cái chương trình con, và các cái main gọi đến các chương trình con thì phải gọi và truyền thông qua các cái tham số. Được chưa ạ? Bây giờ ở đây các cái module cũng là thông qua các cái tham số. Được chưa ạ? Vậy thì giao tiếp mà giữa các module này với hệ thống là thông hệ thống backend ở bên dưới ấy, thì là nó sẽ phải thông qua các cái có ví dụ như là các em thấy được là ví dụ nhá, một cái website học online chẳng hạn, thì là các em phải nói trao đổi được với giáo viên và giáo viên nói đến các em phải nghe được. Vậy thì các em phải sử dụng đến các cái micro này, đến các mic này, đấy là các cái phần cứng của máy tính, đúng không ạ? Vậy thì các em thấy là các cái phần cứng của máy tính bao giờ cũng phải cài các cái driver và chạy các cái service ở bên dưới đấy. Thì các em thấy là các module này có thể sẽ giao tiếp với các cái service của hệ điều hành ở bên dưới, hoặc là các cái service của ứng dụng. Thì cô gọi chung là service, bởi vì là ở đây thì đầu tiên là service của ứng dụng trước đã,
và các cái service của ứng dụng này có thể truy cập đến phần cứng, thì nó sẽ giao thiệp với các service của các phần cứng của hệ điều hành ở bên dưới. Và đã nói đến hệ điều hành thì là chúng ta phải có các cái cell, được chưa ạ? Các cái cell là các cái nhân của bên hệ điều hành ở bên dưới, cái thiết bị phần cứng giao tiếp từ hệ điều hành với thiết bị phần cứng ở bên dưới là thông qua các cái cell. Thì học viên đại cương các em biết rồi là gì? Mỗi một hệ điều hành thì nó lại phụ thuộc vào cái cấu trúc phần cứng của máy tính ở bên dưới, được chưa ạ? Ví dụ máy HP thì hệ điều hành cũng là Windows 10, nhưng có thể là nó biến đổi đi một số các cái cell ở bên dưới để phù hợp với phần cứng của máy HP, nhưng cũng là Windows 10 nhưng lại chạy ở trên cái máy Dell hoặc là cái máy Lenovo hay vân vân. Các cái cell ở bên dưới của hệ điều hành có thể là nó sẽ điều khiển, nó sẽ thay đổi khác đi. Vậy là cái mô hình module component này của một cái ứng dụng lớn, cái này là một ứng dụng lớn các em nhá, ứng dụng này còn giao tiếp với cả các cell, các cái nhân của hệ điều hành ở bên dưới mà. Thì đầu tiên là các cái view và các cái service sẽ cung cấp đến người dùng các cái tính năng, và các tính năng này thì gọi đến các module, và các module này thì gọi đến các cái service của ứng dụng, và thậm chí các service của ứng dụng này lại có thể là gọi đến cell của nhân hệ điều hành tùy từng máy. Cho các em thì nói đến service của ứng dụng thì các em hơi khó hiểu, thì cô lấy về cái các cái service chạy ngầm thì các em dễ hiểu nhá. Em cứ nhấn nút Control Down thì nó sẽ hiện ra một cái Task Manager ấy. Em vào đấy các em sẽ nhìn thấy nhiều cái service chạy ngầm của Windows ở bên dưới, được chưa ạ? Thì đấy là những cái service của hệ điều hành. Thì ngoài ra là ứng dụng còn có các service chạy ngầm của ứng dụng nữa, được chưa các em? Thì cái mô hình này các em nắm được chưa ạ? Mô hình một ứng dụng chạy nhiều module này các em nắm được chưa ạ? Các em có nắm được chỗ này không? Vậy thì cái module nó là như vậy. Thì tại sao lại phải chọn cái thiết kế module? Tại sao mà từ khi cái phần mềm nó ra đời cho đến bây giờ ta vẫn giữ nguyên cái chuyện đấy là thiết kế theo module mà người ta chưa tạo ra một cái mô hình khác? Thì là do là cấu trúc module là nó đơn giản và phát triển module thì tập. Cô đã nói lúc trước với các em rồi, tức là gì? Một công ty xây dựng một product cho công ty của mình ấy thì bao giờ cũng muốn là cái product của mình phải bảo mật, không có thằng nào nắm từ đầu đến cuối của mình được. Bởi vì nó mà nắm được thì nó nhảy việc, nó đi ra chỗ khác thì mình bị nó cuốn theo, nó mất teo của mình à. Thế nên là cái việc mà một ứng dụng mà phải chia thành nhiều cái module là chắc chắn rồi, được chưa ạ? Do vậy mà để cái module đấy nó không nắm được hết thì là chúng ta phải phát triển module độc lập, và chúng ta có thể tải về và sử dụng lại cái module từ nhiều nguồn khác nhau. Thì các em thấy đấy, các em mà học đại cương thì các em cũng phải tải cái chương trình trình để mà lập trình. Ví dụ như là Pascal thì có cái ứng dụng, có cái tool của Pascal, và C cộng cộng thì có code block, và bộ môn mà khoa mình bắt học là phải C cộng cộng qua code block. Vậy thì ngay cái tool của nó là code block hay là cái tool cài Pascal vân vân đấy, nó cũng là tải các cái framework, cái package, các cái gói vân vân để hỗ trợ cho người dùng lập trình, bằng cách là nó hỗ trợ theo chuẩn của ngôn ngữ và hỗ trợ nhắc lệnh đối với các trường hợp tool có cái cài đặt, ví dụ code block là nó có hỗ trợ nhắc lệnh vân vân. Thì tất cả cái việc lệnh hay là việc là hỗ trợ theo đúng là cái viết code chuẩn theo cái tiêu chuẩn ấy thì đều là cài về, tải về, download về và cài đặt ra để dùng lại, và nó tất cả những tool đấy đều viết từ module mà ra, và ta có hoàn toàn có thể tải về để dùng để lại được, được chưa ạ? Và do là chúng ta có thể tải về để làm tiếp theo và dùng lại nó, nên là chúng ta giảm được tối đa cái thời gian startup ứng dụng và cái thời gian download, được chưa ạ? Còn về việc tải và sử dụng module là phải dựa theo luật. Có nghĩa là gì? Các em thấy có rất nhiều anh hacker mũ trắng, hacker mũ đen, mũ đỏ, mũ xanh, mũ vàng gì đấy,
Không em, thì là ở đây có nghĩa là gì? Tại sao anh phải làm hacker? Vì anh muốn có mà không cho, thì anh phải cướp, đúng không ạ? Thì ở đây là chính vì có nhiều cái đấy quá là phải có một luật, luật để phạt những cái hành cướp đấy, đúng không ạ? Vậy thì cái việc tải về và sử dụng module là phải theo luật. Ví dụ Apache đó là luật, là nó là nguồn mở, ai cài về cũng được, không ai đi gọi là cướp cả, đúng không ạ? Đấy thì là cái việc mà tải về và cho dùng hay là cho viết tên hay là tải về để làm gì thì nó đều có cái luật, và quốc tế đều có cái luật này cả, là người ta cho mở đến mức độ nào. Mở là mở để viết tiếp ứng dụng, hay mở là để là theo dõi code ở bên dưới để thay đổi cái mã nguồn của người ta. Người ta tùy cái mức độ mở của nó, em hiểu không? Do vậy mà đã gọi là thiết kế module thì phải tải về, mà đã tải về thì có thể dùng, mà đã dùng thì phải là dùng theo từng mức, và đã dùng theo từng mức thì phải có luật về từng mức, được chưa ạ? Và cái tiếp theo đấy là phát triển module và tổng hợp nhóm thành phần ứng dụng. Thì ở đây này, có phóng to lên cho các em xem này. Đấy, các em nhìn thấy to chưa? Rõ chưa ạ? Ở đây nhá. Vậy thì các em thấy được là bao giờ ứng dụng cũng phải chia ra nhiều team. Vậy thì tổ chức các team như thế nào mới là điều quan trọng, đúng không các em? Thì ở đây này, cái việc tổ chức các cái team hay là organizational team thì là nó sẽ là user interface team, determine layout style team. Tức là có nghĩa là gì? Tức là cái gì nhỉ? Sao thỉnh thoảng lại có tiếng thông báo, có nghĩa là gì các em có biết không? Em nghĩ là có bạn xin vào phòng với cô. À, có bạn xin vào phòng à? Vâng, nên nó mới hiển Xem thông ở báo đâu báo nhỉ? Xem ở đây à? Hay xem ở đâu? cô. Em cũng chưa bao giờ làm hot, em không biết, nhưng mà nếu mà có người vào phòng thì nó sẽ thông báo cho cô đấy, để cô accept. Ờ thế à? Nhưng mà ở đây có thể à, đây à? Đâu? Cô không share toàn bộ màn hình nên bọn em không thấy cô đang thao tác gì đâu ạ. À thế à? Thế hình như là thầy Trung ao à? Có phải thầy Trung ao không? Như không phải thầy Trung A từ lúc nãy cơ gọi. Thầy Trung Thầy ao từ Trung lâu rồi A mà từ cô. lâu. À thế à? Cô cũng không thấy bạn nào mới cả. Đây này, các em nhìn thấy participant đúng không? Là cái năm ba mà có bạn nào mới xin vào đâu. Rồi cô nói tiếp nhá. Cô nói Vâng tiếp ạ. với em nhá. Rồi. Tôi chết rồi, gần 11 giờ đến nơi rồi. Cô sợ là cô nói. Thôi cô bỏ qua cái slide này nhá. Hay là cô nói tiếp nhỉ? Bởi vì là cô mới đến slide 12 thôi mà có những slide 37 cơ mà. Hôm nay thì đến gần 11 giờ rồi. Các em có biết mấy giờ là hết giờ không? Mấy giờ hết giờ các em nhỉ? À, Cường ơi, mấy giờ Tầm hết giờ ấy? em nghĩ là em nhớ không nhầm là 11 giờ 20 cô. 11 giờ 20 thôi à? Vâng, em không nhớ rõ lắm nhưng mà Đâu chắc tầm đó có. cỡ gần 12 giờ cô Hay là Hay là cô cũng nói kỹ nói rồi kỹ thì rồi đến đâu đến thì đâu đến thì nhá. đến đó. Các em muốn như Em thế muốn như nào, thế chạy nào cho hết chạy chương trình hay như thế là là để học để được học nhiều được thứ, nhiều thứ hay là nói hay là kỹ nói những kỹ thứ một một. Cô cứ Cô dạy theo cách dạy của theo cô đi cách cô. cô thì cứ sợ là nếu mà cô nói kỹ quá thì Quá là thì là cô sẽ có không chạy được hết chương hết trình. Các em cô nghe nãy giờ nghe nghe nãy giờ kỹ, các nghe em kỹ có hay nắm là được có không, nắm hay là được các em thích hay là nắm được nhiều nắm được hơn? nhiều hơn. Thôi được Thôi rồi, được rồi. các cô bỏ qua cái slide này, cô làm slide tiếp Tiếp để nhá. nhá. Thì bây giờ mới Bây hôm giờ mới 12 thôi hai mà thôi mà đã sắp hết giờ rồi. rồi. Có sao lại Có cứ sao nghe lại cứ tiếng nghe của cô có cô vang vang lại nhỉ? lại nhỉ? Có bạn nào tái repeat sao à? Sao mà nó Bạn bật mic của ạ.
Rồi. Thế cô sang slide tiếp theo này. Đầu tiên là cô dạy các em về cái khái niệm về phần mềm. Thứ hai là cô dạy các em về tính chất module. Và bây giờ là cô sẽ dạy các em về chi tiết hóa từng bước. Đúng không ạ? Đây là khái niệm thứ ba đúng không các em? Vậy thì tại sao mà chúng ta lại phải chi tiết hóa từng bước? Tức là như này này, các em biết được là các cái công ty phần mềm ấy thì chủ yếu là những cái công ty phần mềm mà không phải là cái công ty mà phát triển phần mềm cho công ty mà là phát triển phần mềm đặt hàng ấy, những cái công ty outsourcing ấy, em hiểu không ạ? Thì là những cái phần mềm của người ta là phải là xây dựng từ cái yêu cầu của khách hàng. Những cái anh mà làm product thì không nói làm gì, những anh làm product là làm sản phẩm cho mình thì phải tự mà nghĩ ra được yêu cầu lấy, tự mà phân tích và mà thiết kế lấy. Chứ còn những cái anh mà làm cho khách hàng mới là những anh nhiều. Ở Việt Nam mình mà các công ty làm product thì cũng ít lắm, mà các công ty mà thiết kế phần mềm cho khách hàng thì lại là nhiều. Và các em đi ra trường mà các em xin việc làm ấy thì xin vào những công ty đấy là nhiều, được chưa ạ? Vậy thì những công ty đấy là phải nói chuyện với khách hàng để hình dung ra được là cái phần mềm mình cần phải làm cái gì. Và mỗi một phần mềm thì lại viết cho một cái các lĩnh vực nghiệp vụ khác nhau. Ví dụ phần mềm cho cái dân kế toán thì khác, rồi phần mềm cho các cái anh sinh viên free thì khác, phần mềm cho các cái công ty để quảng bá cái trang web thương hiệu thì khác, vân vân. Vậy thì ở đây cái việc mà thiết kế ra một cái phần mềm cho khách hàng để đưa sản phẩm lên tay khách hàng thì phải thông qua các cái bước. Bước thứ nhất là từ cái yêu cầu của khách hàng là cái thế giới bên ngoài thì nó phải phân tích ra từng bước một nhỏ dần và nắm ra được các cái yêu cầu chính mà khách hàng cần là gì và yêu cầu phụ gắn vào cái yêu cầu chính là gì. Bởi vì khách hàng là người như thế nào? Khách hàng là người có rất nhiều yêu cầu đòi hỏi phải làm và khách hàng lại không biết về tin học nên là không biết được là mình phải làm chức năng gì cho từng cái mô đun gì và mô đun đấy thì chia thành các chức năng gì, người dùng khách hàng hoàn toàn không biết. Thì cái người đi thiết kế phần mềm này này, người ta sẽ phải nắm được các cái nguyện vọng yêu cầu của khách hàng để mà đặc tả lại đâu là yêu cầu chính, đâu là cốt lõi của khách hàng, đưa vào để xây dựng các mô đun. Và sau đó các cái mô đun đấy thì mở rộng chia nhỏ thành các mô đun khác, thì đâu là yêu cầu phụ và chức năng cần phải lắp ghép thêm vào cái mô đun chính đấy, được chưa ạ? Và ở đây cái việc chi tiết hóa dần từng bước có nghĩa là từng bước một làm cho nó rõ ràng ra, nó minh bạch ra thành từng cái mô đun nhỏ một. Vậy thì ở đây nó sẽ có đấy là chi tiết dần từng bước trải qua các giai đoạn. Đối với thế giới bên ngoài mà chúng ta chi tiết dần từng bước thì đấy là cái việc khái quát hóa, trừu tượng hóa ở mức cao. Và chúng ta cần phải có những cái anh BA, tức là những cái anh phân tích nghiệp vụ ấy, ghi chép lại những cái nguyện vọng của người dùng và thông qua cuộc nói chuyện với lại người dùng hay là khách hàng thì nắm bắt được đâu là những cái nguyện vọng chính mà khách hàng cần và đâu là những cái nguyện vọng bổ sung thêm của khách hàng. Và bước thứ hai là cái bước đặc tả nên yêu cầu của cái việc chi tiết hóa dần từng bước, đấy là trừu tượng hóa ở mức trung gian và nó sẽ xác định ra được là yêu cầu đó cần những cái gì. Ví dụ cùng là một cái phần mềm đấy là học online, nhưng mà cái phần mềm học online đấy thì ở bên thế giới bên ngoài đã ghi chép lại là cần là học online cho các lớp, được chưa ạ? Còn đặc tả yêu cầu và xác định yêu cầu là gì? Học online này với số lượng người tham gia
một lớp học là 45 đến 55 người, hay là học online này là cho truy cập ở trên website và khách hàng phải mua, khách hàng phải mua 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 key, mua cái mật khẩu trực tuyến để vào cái bài giảng online đấy. Và đã là trực tuyến mà mua bài giảng ở trên trang website thì có khi hàng triệu, hàng nghìn, hàng chục, hàng trăm người truy cập cùng một lúc. Vậy thì phải đặt tả rõ là cái yêu cầu này phải cần đến cái hệ thống bảo mật là gì, phải làm qua mật phát, phải cung cấp mật khẩu thì mới được vào, hay là được vào không cần mật khẩu, hay là cái lượng truy cập cùng một lúc là bao nhiêu và sử dụng đến công nghệ gì. Ví dụ như các em học hệ quản trị cơ sở dữ liệu là Access nhá, thì chỉ có vài chục người là truy cập vào cái phần mềm mình xây dựng cùng một lúc thôi. Nên là nếu mà những cái chương trình dạy online mà hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu người cần truy cập một lúc, chúng ta có bao giờ chọn được công nghệ Access để mà làm ứng dụng không? Hoàn toàn là không, đúng không các em nhỉ? Làm sao mà chọn công nghệ đấy được? Do vậy mà khi xác định yêu cầu và đặt tả những cái yêu cầu, chúng ta cũng phải đặt tả những yêu cầu hệ thống nữa để xem là có đạt được hay không, được chưa ạ? Và cái bước trừu tượng thứ ba là cái bước trừu tượng chi tiết nhất, phải rõ ràng đến cái mức từng câu lệnh của cái chương trình được viết bởi ngôn ngữ lập trình nào đó, được chưa ạ? Vậy thì ở đây nhé, ở đây cô đang nói về chi tiết hóa mà cô lại xác định ra cái mức trừu tượng thì có nghĩa là sao? Ở đây các em tưởng tượng là như thế này này. Trừu tượng là sự khái quát hóa. Quá trình thiết kế phải trải qua nhiều mức trừu tượng hóa khác nhau. Và ở đây, ví dụ như thế nào là trừu tượng? Ví dụ, ở đây nhá, các em nhìn thấy này. Các cái em nhỏ, ở đây cô kể một câu vui là như thế này. Cô con gái lớn là cô đi học mẫu giáo. Thì là hôm em ấy đầu tiên cô con của cô mang vẽ tranh, mang về cho cô một bức tranh, là nhìn vào đấy thì bảo con vẽ gì tặng mẹ đây, thì em ấy bảo là con vẽ mẹ nắm tay con đi trên con đường đầy hoa. Nhưng nhìn vào bức tranh thì thấy thế nào ạ? Mẹ đây, con đây và hoa đây. Hoa thì là bạn ấy chỉ tưởng tượng ra được là hoa sẽ có cái phần ở giữa, nhị nhụy thì bạn không biết vẽ ra như nào, bạn chỉ biết là có một cái phần ở giữa và các cái cánh hoa thì vẽ là những cái hình tròn xung quanh ở bên ngoài. Như vậy gọi đấy là hoa, chứ không phải đặc thù từng cái loại hoa là phải cánh màu gì, rồi cánh vẽ làm sao, nhị nhụy phải vẽ như thế nào. Các bạn ấy không chi tiết ra như vậy, mà bạn phải trừu tượng lên được là hoa sẽ phải có cánh và có nhụy, và bạn ra hình tượng của một bông hoa là một hình tròn và các cái hình vòng tròn xung quanh, được chưa? Vậy thì là con gái nhà cô đã phải dùng đến cái tính trừu tượng. Trừu tượng nghĩa là gì? Biết là một bông hoa sẽ có phần ở giữa và phần xung quanh, đấy là sự trừu tượng. Còn bạn ấy chi tiết ra là gì? Chi tiết ra là phần ở giữa bạn ấy biểu diễn bằng một hình tròn, phần xung quanh bạn vẽ là nhiều cánh tròn xung quanh, được chưa? Vậy thì cái việc để chi tiết hóa được thì bạn phải nắm rõ được cái khái quát hóa lại được cái mô hình đấy gồm những cái mức gì, được chưa ạ? Thì ở đây cái mức trừu tượng hóa, khái quát hóa của sao, thì khi bạn chi tiết hóa cái thành phần của cái việc trừu tượng hóa, khái quát hóa đấy ra, thì bạn ấy lại càng làm rõ được ứng dụng mà không bị nhập nhèm bởi những cái yếu tố phụ ở xung quanh. Các em hiểu không ạ? Hoặc là ví dụ như bạn vẽ mẹ và con, thì bạn vẽ người dây, bạn vẽ là gì? Cái đầu là hình tròn, cái cổ là đường thẳng, hai cái tay là một cái đường thẳng ngang, và cái thân là nối đường thẳng rằng sau cái cổ và hai cái chân là hai cái nét chéo chéo ra hai bên. Thì đấy là một cái người. Và rõ ràng là cái hình tượng này được dùng rất nhiều, ví dụ trong các biển báo giao thông vân vân, ta đều vẽ cái người dây như thế. Bởi vì sao ạ? Khi mà chúng ta khái quát hóa, chúng ta trừu tượng hóa, đúc kết được một cái mô hình, đấy là hình con người, thì là tùy theo từng ứng dụng
mà chúng ta phải chia nhỏ cái sự trừu tượng hóa đấy ra thành các chi tiết đặc tả khác nhau. Vậy thì là tại sao lại phải trừu tượng hóa trước khi chi tiết hóa? Là bởi vì là sao? Bởi vì chúng ta cần phải nắm được cái phần mềm làm cái gì là chính, đâu là cái cốt lõi mà phần mềm cần phải làm, thì chúng ta trừu tượng hóa nó lên, khái quát hóa nó lên để đưa ra những cái tính năng cốt lõi mà cần làm. Sau đó thì khách hàng của chúng ta là tập khách hàng cụ thể chứ không phải là tập khách hàng chung chung. Do vậy mà với mỗi một đối tượng cụ thể thì chúng ta phải chi tiết hóa cụ thể cái sự trừu tượng ở trên ra. Ở trên trừu tượng ra được thành 5 phần. Đấy là đầu, cổ, tay, chân. Đầu, cổ, tay, chân, thân. Được chưa ạ? Vậy thì tùy từng cái mức độ, ví dụ anh nghệ sĩ chuyên nghiệp thì anh sẽ vẽ tóc, chi tiết hóa từng bước của tóc ra như thế nào, nét thẳng, nét uốn lượn hay là mái hay là tóc dài đằng sau hay vân vân. Thì tùy từng mức độ mà chúng ta chi tiết hóa khác nhau ra, nhưng trước tiên phải trừu tượng hóa đã. Được chưa ạ? Cô xin lỗi, hình như là cô kéo nhầm cái slide trừu tượng hóa ra đằng sau của chi tiết hóa, nên là cô lại nói ngược. Được chưa ạ? Thì ở đây các em để ý cho cô này, trừu tượng hóa trước, chi tiết hóa sau. Tức là chúng ta là nghịch vào trong cái slide để nó kéo ngược, nên là cô nói ngược. Được chưa ạ? Tức là chúng ta phải nói đến trừu tượng hóa trước, rồi chúng ta nói đến cái chi tiết hóa sau. Tức là khi mà tiếp cận đến yêu cầu của khách hàng và phần mềm, đầu tiên chúng ta phải trừu tượng hóa để nắm được cái cốt lõi đã, được chưa ạ? Sau đó thì chúng ta mới chi tiết hóa dần từng bước của cái sự trừu tượng hóa ra, tùy từng cái đối tượng khách hàng và các yêu cầu cụ thể, và chúng ta chi tiết hóa theo các cái bước khác nhau. Thì ở đây cái việc trừu tượng hóa là theo cái mức cao, mức vừa và mức thấp. Và ở đây chúng ta có trừu tượng hóa về thủ tục, trừu tượng hóa về dữ liệu và trừu tượng hóa về điều khiển. Thì trừu tượng hóa về thủ tục là gì? Các em, có bạn nào hiểu được trừu tượng hóa về thủ tục là gì không ạ? Có bạn nào xung phong cho cô được không? Cường có xung phong trừu tượng hóa về thủ tục nghĩa là gì không em? Các em có nghe rõ không nhỉ? Có ạ. Trừu tượng hóa về thủ tục tức là đặt tên cho thủ tục. Tên thì dựa vào chức năng của ứng dụng đúng không em? Vậy là đặt tên. Đặt tên là một. Thứ hai là xét xem là nó có bao nhiêu tham số và kiểu dữ liệu của tham số là gì. Và thứ ba là kiểu trả về của thủ tục là gì. Đấy là sự trừu tượng về thủ tục. Em hiểu chưa? Hiểu được trừu tượng về thủ tục chưa? Tiếp theo này là trừu tượng hóa về dữ liệu. Vậy thì trừu tượng hóa về dữ liệu là gì? Ví dụ như là các em biết được là một xây dựng một cái ứng dụng là quản lý sinh viên, thì rõ ràng là các em biết được là đối tượng chính của chúng ta là đối tượng sinh viên, thì đấy là bảng dữ liệu sinh viên. Thì ngoài sinh viên ra thì chúng ta thấy quản lý sinh viên thì chúng ta cần phải bảng gì nữa? Bảng về thông tin, đúng không ạ? Bảng về user là người dùng, xem là những ai có quyền xem về thông tin đấy, đúng không ạ? Vân vân. Thì cái việc trừu tượng hóa về dữ liệu là tìm ra cái đối tượng nào là cái đối tượng dữ liệu mà chúng ta cần phải xây dựng. Được chưa ạ? Chọn ra anh nào, ví dụ như là quản lý sinh viên thì tôi phải chọn ra là sinh viên là một bảng, người dùng truy cập vào cái ứng dụng để xem thông tin này là một bảng. Xong rồi cái việc chúng ta xem về thông tin, ví dụ như là thông tin về lớp học mà sinh viên đấy đăng ký chẳng hạn, hoặc là giáo viên chủ nhiệm chẳng hạn, vân vân. Chúng ta sẽ có một bảng giáo viên chủ nhiệm vân vân. Thì tất cả những cái thông tin đấy đều là cái sự trừu tượng hóa về dữ liệu cả. Và thứ ba là trừu tượng hóa về điều khiển. Tức là gì ạ? Chúng ta đã biết rồi, các thủ tục chia nhỏ thì phải có một cái module điều khiển để chúng ta sử dụng đến các cái thủ tục bên dưới, và sử dụng đến như thế nào là quyền của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì ở đây đấy là ba cái mức trừu tượng hóa khác nhau, được chưa? Và cái tính chất tiếp theo mà cô muốn đề cập với các em đấy là tính chất che giấu thông tin, được chưa?
Đây là cái khái niệm cuối cùng của các cái khái niệm cơ bản trong phần mềm. Được chưa ạ? Vậy thì các em nhớ là vừa nghe vừa chụp màn hình lại để lưu slide các em nhé. Các em, cô đã nhắc từ đầu giờ rồi, không biết các em đã chụp slide lại chưa? Cường ơi, em chụp slide lại chưa? Vâng ạ, em có ấy rồi ạ. À, bảo các bạn chụp slide lại nhé. Vâng ạ. À, trong trường hợp mà các bạn có ý kiến gì về slide, ví dụ như là cần phải hỗ trợ thêm cái file gì thì cứ tổng hợp lại rồi email cho cô Cường nhé. Em tổng vâng hợp lại với các bạn rồi email lại cho cô nhé. Vâng. Đấy. Thì cái việc che giấu thông tin tức là gì? Phải cần phân rã phần mềm sao cho mỗi module là ẩn kín đối với các module khác. Thì khi mà module này ẩn kín với module kia thì module kia thay đổi, module này sẽ không bị thay đổi theo. Đấy là cái yêu cầu che giấu thông tin. Và thậm chí là như thế này, một công ty thì có một cái product, nhiều product của mình mà nhân viên thì lại nhảy việc suốt, và lãnh đạo thì có thể là đời này lãnh đạo xong rồi đời khác lãnh đạo, thì cái việc mà phát triển cải tiến cái program đấy làm sao để không phụ thuộc vào nhân sự thì chỉ còn có cách là gì? Xây dựng các cái module này làm sao mà nó module hóa lại được và đặc tả lại cái module đấy được, để những người đằng sau không phải code lại cái module đấy mà chỉ cần biết chức năng và các cái giao diện của cái module đấy và tiếp tục kế thừa lên trên thôi. Em hiểu không? Chứ không, bây giờ một cái sản phẩm của người ta đã ra là như thế rồi mà đến đời khác lên làm giám đốc là anh khác về làm nhân viên để đi phát triển tiếp sau mà phải đi ngồi đi xây lại từ đầu vì là anh này anh nghỉ việc rồi phải xây lại từ đầu thì không được. Đúng không các em? Nên là chúng ta phải làm sao để cho các cái module này nó được tái sử dụng lại mà nó ẩn kín với các module khác. Chúng ta không cần phải nhìn rõ được code bên dưới của các module. Không các em? À, thì là qua 14 slide cô đã nói lên được các cái khái niệm cơ bản rồi. Thì bây giờ chúng ta xem sang mục tiếp theo. Đấy là mục mục lịch sử của công nghệ phần mềm. Thì ở đây cô chỉ đảo qua một tí thôi bởi vì là sắp hết giờ đến nơi rồi mà chúng ta mới học được có một nửa của cái slide mà cô chuẩn bị. Nên là cô phải đẩy nhanh lên nên cô nói nhanh thôi. Thì lịch sử của công nghệ phần mềm có từ những thập niên 40 của thế kỷ 20. Thì nó ra đời thì đầu tiên là nó chỉ là những cái chương trình đơn giản và thậm chí là nhập dữ liệu vào chúng ta còn phải dùng các cái phiếu lục lỗ mà đưa bằng tay, và chương trình viết thì bằng các cái ngôn ngữ máy, tức là gì, tức là cũng là các cái điều khiển bật tắt của các cái bóng đèn chân không vân vân, nên là chương trình viết là chủ yếu là các cái mã máy 01 vân vân như vậy. Cho đến 10 năm sau vào những thập niên 50 thì các cái chương trình dịch các kiểu nó mới được ra đời. Chương trình dịch là gì? Ví dụ như là các em cài Pascal lên, các em cài CodeBlock lên. Thì đấy là những cái công cụ chương trình dịch để dịch ra ngôn ngữ máy cho các cái câu lệnh của ngôn ngữ lập trình. Thì đấy là một sự cải tiến rất là lớn. Được chưa ạ? Và cho đến thập niên 60-70 thì chúng ta đã có được các cái hệ điều hành rồi. Được chưa ạ? Hệ điều hành thì ở đây là hệ điều hành có thể là đa nhiệm và có những cái tương tác người máy. Thì ở đây chúng ta nhiều khi nghe đa nhiệm nhưng mà không hiểu nó là như thế nào. Thì cô phải nói rõ sự khó khăn của sự phát triển trong quá trình của các cái máy tính là như này. Đầu tiên là chúng ta, cái máy tính là những cái máy to, nó cả gian phòng. Xong rồi đến những cái máy nhỏ hơn thì là người dùng chỉ làm được một cái ứng dụng một lúc, ví dụ như là cái máy gõ chữ chẳng hạn. Đấy, thì mỗi người là mỗi cái máy thì chỉ có một chạy được một ứng dụng một lúc thôi, kiểu là như thế. Thế xong dần dần rồi thì nhu cầu của con người ta là cao nâng cấp lên thì là cái con người cao nâng cấp lên thì yêu cầu cao lên thì ta phải thỏa mãn nhu cầu của người dùng là gì? Chúng ta lại muốn là vừa viết Word làm báo cáo lại vừa nghe nhạc tính tăng ở bên cạnh để lấy ra tinh thần,
để doping tinh thần, để mà nâng cao các cái hormone lên để mà làm việc sâu hơn chẳng hạn. Đấy thì là càng ngày yêu cầu càng cao thì cái sự phát triển nó càng càng mạnh, thấy chưa ạ? Nên là đa nhiệm là gì? Là chạy được nhiều ứng dụng một lúc thì gọi là đa nhiệm, và hệ thống đa chương trình, được chưa ạ? Đa tác vụ, được chưa ạ? Đa tác vụ là đa tương tác với người, được nhiều, được các cái tương tác với người máy. Đấy là những cái tiến bộ như vậy. Rồi sau dần dần thì ban đầu thì là chương trình chỉ xử lý các cái file thôi và tương tác với các file thôi, chứ chưa được lưu lại được dữ liệu, chưa lưu được dữ liệu, tức là chưa có được cái hệ cơ quản trị cơ sở dữ liệu đâu, hay là các cái SQL hay là Access thì chưa có đâu. Nhưng mà dần dần rồi đến cái thập niên này thì nó mới bắt đầu là nó có được các cái quản lý về dữ liệu riêng ở bên dưới, bởi vì yêu cầu về dữ liệu là nhiều khi các em thấy đấy, ở Nhà Trắng mà còn bị bọn khủng bố tấn công 11 tháng 9 đấy, thì đừng nói đến là các cái nước khác, mà dữ liệu bằng file hoặc bằng các cái giấy tờ thì đâm máy bay vào thì cháy hết là xong, giấy mà. Thế thế nên là chúng ta cần phải có những cái hệ điều hành để quản trị các cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu, để quản trị các cái cơ sở dữ liệu, và nó phân tán rải rác trên các máy và nó có sự sao chép và phục hồi được, thì như thế thì nó mới đảm bảo được tính an toàn và bảo mật và an toàn cho dữ liệu, đúng không các em? Thì là dần dần càng ngày thì càng phát triển thôi. À, đến tháng 10 năm 68 thì trong quá trình phát triển về phần mềm, thì tại cái giai đoạn thập niên 70 này thì nó đưa ra một cái thuật ngữ, đấy là thuật ngữ khủng hoảng phần mềm. Vậy thì cái khủng hoảng phần mềm này thì cô phải nói kỹ, bởi vì sao ạ? Bởi vì khi mà chúng ta phát triển một phần mềm thì các em biết được là môn này cô sẽ giới thiệu cho các em các cái quy trình để chúng ta từng bước phát triển lên phần mềm. Vậy thì tại sao mà đến bây giờ lại có một cái thuật ngữ là thuật ngữ khủng hoảng phần mềm? Vậy thì ở đây các em để ý cho cô này, khủng hoảng phần mềm là sự day dứt kinh niên gặp phải trong quá trình phát triển phần mềm, và nó cần phải thỏa mãn các vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất là phần mềm bị giảm chất lượng vì những lỗi tiềm tàng trong phần mềm. Ở đây các em để ý cho cô này, lỗi tiềm tàng là gì các em biết không ạ? Lỗi tiềm tàng là những cái lỗi mà khi mà chúng ta mới dùng, chúng ta test thử, nó chưa thấy ra được cái lỗi này, nhưng trong quá trình sử dụng sau một thời gian nào đó thì phần mềm của chúng ta mới bị lỗi, được chưa ạ? Ví dụ nhá, ví dụ như là đầu tiên một anh kỹ sư muốn ra trường thì phải làm một cái đồ án tốt nghiệp. Vậy thì có những anh mà giỏi rồi thì xây dựng web, xây dựng đủ các kiểu, nhưng có những anh mà không giỏi thì thậm chí là dùng cả Access để xây dựng. Vậy thì cái ứng dụng của chúng ta nếu mà dùng Access thì chỉ được khoảng vài chục người thôi, nhưng mà trong quá trình sử dụng hoặc là đi bảo vệ đồ án thì vẫn ok, phần mềm của anh vẫn chạy được và anh vẫn được điểm, vẫn được ra trường. Nhưng mà nếu mà anh thực sự mà mang cái phần mềm của anh làm đồ án tốt nghiệp đấy ra thực tế ứng dụng ấy, thì chỉ sau có một vài thời gian thôi là đã có lỗi. Bởi vì sao ạ? Các anh chạy ứng dụng nhiều thì cái dữ liệu lưu ở dưới bên dưới nó càng ngày càng dồn lại, càng nhiều lên, thì càng chạy qua thời gian thì dữ liệu càng nhiều. Rõ ràng là phần mềm không có lỗi, nhưng mà khi dữ liệu đầy lên, dữ liệu nhiều lên, nó không Access nó không cho phép lưu trữ được cái dữ liệu với mức lớn như vậy, nó xảy ra lỗi. Mà gây ra lỗi thì cái lỗi đấy chính là lỗi tiềm tàng, em hiểu chưa? Vậy thì lỗi tiềm tàng là một trong những lý do đầu tiên và kinh niên cho cái từ khủng hoảng phần mềm, được chưa ạ? Và vấn đề thứ hai đấy là vấn đề bảo dưỡng phần mềm, được chưa ạ? Ngày xưa thì các em thấy hay là xây dựng những cái ứng dụng desktop đấy, tức là mua một cái phần mềm rồi chúng ta về chúng ta dùng cả đời luôn, không cần phải viết lại hay là làm lại cái gì cả đấy. Nhưng mà những cái phần mềm như vậy thì công ty nó lấy đâu ra tiền?
xây dựng chả có một lần mà dùng cả đời. Xong rồi mỗi lần mà mắc lỗi lại gọi cái bộ phận chăm sóc hàng khách hàng của công ty, rồi lại bắt công ty đến cái chỗ khách hàng để kiểm tra là khách hàng có cái lỗi gì và phải sửa lỗi cho khách hàng. Thì ở đây các em thấy là mà xe máy hay là ô tô hay bất kỳ cái gì còn phải bảo dưỡng, chứ đừng nói đến là phần mềm. Phần mềm là cái mà dễ bị thay đổi theo công nghệ, đúng không ạ? Vậy thì ví dụ phần mềm của tôi trao cho anh, trả tiền cho anh, mức đấy là xong rồi, nhưng tôi vẫn phải là trả tiền cho một cái giai đoạn, đấy là giai đoạn bảo dưỡng. Tức là gì? Anh dùng cả đời thì được, nhưng tôi chỉ bảo dưỡng cho anh bao nhiêu năm đấy thôi, đúng không ạ? Thì cái vấn đề bảo dưỡng là gì? Ví dụ như là nếu như trong cái thời gian bảo dưỡng đấy, công nghệ mà không thay đổi, ứng dụng của mình vẫn đang chạy tốt, thì là ok, công ty không phải bỏ tiền ra cho nhân viên xuống trả lương cho bảo dưỡng. Nhưng trong cái trường hợp mà chẳng may, trong cái quá trình mà mình đang phải bảo dưỡng phần mềm cho khách hàng mà công nghệ thay đổi, thì cái ứng dụng đã xây dựng xong rồi mà công nghệ thay đổi thì phải làm sao được ạ? Rõ ràng là bất cập, đúng không các em? Ví dụ nhá, ngày xưa là ở cái HTML đấy thì là nó vẫn đang hỗ trợ JavaScript, nhưng mà cái phiên bản JavaScript đấy là phiên bản JavaScript cũ, thì là cái ứng dụng xây đang dựa trên cái JavaScript cũ. Bây giờ đùng cái Chrome nó lại không hỗ trợ một số cái hàm trong JavaScript cũ nữa, mà nó thay bằng các cái hàm mới. Vậy thì giao cho khách hàng rồi, test cho khách hàng chạy thử trên cái Chrome cũ chạy ổn rồi, nhận được tiền về túi rồi, nhưng mà lại nhận thêm một cái bảo dưỡng nữa. Bây giờ cái Chrome nó thay đổi công nghệ đi một cái, nó lại phải mò về code để đổi cái hàm JavaScript cũ mà bây giờ Chrome không hỗ trợ nữa, lại đổi thành cái hàm khác mà Chrome hỗ trợ. Thì đấy là cái vấn đề kinh tế trong cái việc bảo dưỡng phần mềm, đúng không ạ? Đúng không em? Đấy là một trong những vấn đề giải quyết thứ hai. Vấn đề giải quyết thứ ba, đấy là thiếu kỹ thuật viên phần mềm đủ chất lượng. Đúng không ạ? Các em thấy là những công ty nhỏ rất là khó tuyển kỹ sư mà có chất lượng cao. Bởi vì dự nhiên là những anh kỹ sư chất lượng cao thì bao giờ cũng muốn vào công ty lớn là lương nhiều chứ. Mà thậm chí công ty nhỏ trả lương nhiều nó cũng vào cơ. Nó vào mà công ty nhỏ rồi một mai công ty nó sập, nó lại phải chạy đi nơi khác. Nó lại phải tìm hiểu công nghệ, làm quen với công ty từ đầu à. Đúng không ạ? Thế nên là cái vấn đề thứ ba, đấy là vấn đề nhân sự, là thiếu kỹ thuật viên phần mềm đủ chất lượng ngày càng là vấn đề nhức nhối. Đúng không ạ? Khủng hoảng phần mềm thì thứ nhất là vì lỗi tiềm tàng, thứ hai là về công nghệ thay đổi nó dẫn đến cái vấn đề là bảo dưỡng phần mềm, thứ ba là thiếu nhân lực, thiếu các cái kỹ thuật viên đủ chất lượng, và thứ tư là gì ạ? Thứ tư đấy là phải phát triển phần mềm ra sao cho khi mà có yêu cầu phát triển theo một cái quy trình mới xuất hiện thì nó vẫn phải đảm bảo được cái quy trình mới đấy, được chưa? Và cái thứ năm đấy là phải xử lý sao cho khi có sự cố phần mềm xảy ra về những cái vấn đề xã hội. Các em thấy ngày xưa tổ của cô ấy thì Yahoo cực kỳ phát triển luôn, chat chip rồi viết blog blog rồi đủ các kiểu. Thế nhưng mà đùng một cái nó bị sập, đúng không ạ? Nó Yahoo bị sập là vì sao? Yahoo bị sập là vì là nó bị một cái vấn đề, đấy là các cái thông tin bảo mật của những người sử dụng Yahoo Mail. Ở bên Mỹ thì người ta tình báo ở bên Mỹ là người ta phát hiện ra được là Yahoo Mail nó đã lừa để ăn cắp thông tin về tư của người dùng. Mà khi mà đã là một công ty mà lại không đảm bảo về đạo đức nghề nghiệp thì bị tẩy chay thôi. Nên là Yahoo bị tẩy chay. Và chính vì vậy mà nó sập. Bây giờ là Yahoo là không còn đủ cái tiền để trả cho nhân lực để phát triển tiếp các cái ứng dụng như là chat Yahoo hay là blog Yahoo hay vân vân. Đấy là những vấn đề xã hội xảy ra. Tức là gì? Phần mềm vẫn tốt, vẫn chạy được. Nhưng vấn đề là đạo đức nghề nghiệp bị vi phạm, xã hội lên án và bị tẩy chay. Được chưa ạ? Đấy, nó là như vậy.
hoặc là ví dụ như là Facebook chẳng hạn. Facebook thì đang có cái vấn đề tệ nạn, đấy là gì? Rất nhiều người dùng dựa vào Facebook để kinh doanh và trốn thuế, đúng không ạ? Nếu như vấn đề này mà càng ngày càng lớn ra, mà các cái cơ quan nhà nước của các cái quốc gia mà không quản lý được, thì rồi sẽ có một ngày là Facebook bị phạt, bởi vì làm nơi chứa cho những cái anh mà trốn thuế, đúng không? Đấy, đấy là những cái vấn đề nhức nhối trong cái sự khủng hoảng phần mềm. Vậy thì với cái từ khủng hoảng phần mềm này thì chúng ta phải giải quyết ra làm sao? Thì với việc khủng hoảng phần mềm thì chúng ta đã nghĩ ra một cái cách, đấy là đưa vào các cái mô hình để phát triển phần mềm. Và chúng ta sẽ tìm hiểu các mô hình này vào bài sau. Được chưa ạ? Còn bài này thì cũng hết giờ mất rồi. Hết giờ đến nơi mất rồi. Thì là cô xin phép là buổi học ngày hôm nay chúng ta chỉ hoàn thành một nửa slide thôi. Một nửa slide là hoàn thành đến cái phần lịch sử công nghệ phần mềm thôi. Còn một nửa cái slide thì chúng ta phải đẩy sang hôm khác. Thì là cô xin lỗi với các em vì là cô trình bày nó lâu ngày cô dạy lại ấy. Thì cô không co kịp thời gian thì cô đang trải dài quá nhiều. Được chưa ạ? Nhưng mà những cái gì mà chúng ta đã học ngày hôm nay là những cái cơ bản nhất của em có được một cái nhìn tổng quan về phần mềm và về các cái đặc điểm cần chú ý khi mà chúng ta xây dựng lên một phần mềm, và đặc biệt là cái cụm từ khủng hoảng phần mềm để chúng ta biết được là khi chúng ta sản xuất ra, khi chúng ta xây dựng ra được một phần mềm thì chúng ta có rất nhiều rủi ro, và chúng ta chắc là có một bạn ao đúng không? Vậy thì chúng ta chỉ còn 10 phút nữa thì xin lỗi các em là cô mới hoàn thành một nửa, được chưa ạ? Vậy thì buổi học ngày hôm nay cô tạm thời kết thúc ở đây. Các em có bạn nào có câu hỏi gì không ạ? Hay là cô cứ cứ đọc qua một lượt về 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 nhá, về điểm danh các em nhá. Vâng ạ. Lúc nãy cô sợ là cô, để cô điểm danh lại xem là đến cuối buổi rồi còn những ai nghe cô nói không.